Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục trên tin tức 24h TV. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung nóng hổi đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, đến với bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay. Mời quý vị đến với những tin chính sau. Bắt tạm giam nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc về hành vi nhận hối lộ. Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc sắp đưa tàu nghiên cứu tới Hoàng Sa xót xa cảnh cụ già 94 tuổi cho con nhà đất rồi thanh trắng tay. Hai cầu tặc cuộm gọn hai con chó trị giá 40 triệu đồng trong nháy mắt. Bắt giữ các đối tượng giả dạ danh cảnh sát cướp tài sản người đi đường ở Bình Dương. Phát hiện 5 người trốn vào đường liên thôn để vượt chốt kiểm dịch, bị phạt 37,5 triệu đồng. Nam thanh niên giật giấy tờ bỏ chạy khi vi phạm chỉ thị 16 ở thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ quán cắt tóc ở Hương Yên hoạt động bất chấp dịch Covid-19. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Tin nóng bắt tạm giam nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc về hành vi nhận hối lộ. Ngày 12 tháng 7 tại Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Xuân Đức, Nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, ngày 22 tháng 2, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội nhận hối lộ xảy ra tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc. Vụ việc này được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận điều tra từ nguồn tin tố giác tội phạm từ tháng 6 năm 2020 của bà Trần Thị Lệ Quyên, ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc. Theo đơn tố cáo của bà Quyên, trong quá trình xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đối với bị can Đinh Văn Thơm, chồng của bà Quyên, ông Nguyễn Xuân Đức đã có hành vi vòi vĩnh nhận tiền quà của bà Quyên. Ông Đức bị tố cáo vòi vĩnh nhận 120 triệu đồng của bà Quyên và hứa sẽ chạy án giúp bị cáo Thơm được hưởng án treo hoặc tù giam không quá 9 tháng. Tuy nhiên bị cáo Thơm bị tòa nhân dân thành phố Bảo Lộc xử phạt 34 tháng tù giam. Do đó bà Quyên đã viết đơn tố cáo gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau vụ việc, ông Đức được điều chuyển công tác về Viện Kiểm sát Nhân dân Hạ Đoài. Khi cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi kiện, khởi tố vụ án để điều tra về hành vi nhận hối lộ tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc, lúc này ông Đức bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra. Khi biết bà Quyên viết đơn tố cáo, ông Đức nhờ một kiểm sát viên tìm gặp bà Quyên phân trần công việc không như mong muốn và ông xin hoàn tiền qua nhưng bà Quyên nhất quyết từ chối. Hiện vụ án ông Nguyễn Xuân Đức, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bảo Lộc nhận hối lộ để chạy án đang được cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục điều tra. Chuyển sang tin tức khác đáng chú ý, Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc sắp đưa tàu nghiên cứu tới Hoàng Sa. Mới đây tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về thông tin tàu nghiên cứu Đại học Tôn Trung Sơn dự kiến được đưa tới Biển Đông, cụ thể là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong tháng 10 năm 2021, nhằm thúc đẩy thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà Hằng khẳng định, mọi hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị. Theo truyền thông Trung Quốc, tàu nghiên cứu Đại học Tôn Trung Sơn được coi là phòng thí nghiệm di động cỡ lớn trên biển, có lượng giãn nước lên đến 6.880 tấn, sẽ đến khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 10 năm 2021 để nghiên cứu hơi ẩm ở vùng danh giới phía Tây Biển Đông, cũng như các vùng biển lân cận nhằm có thể cung cấp hỗ trợ khoa học trong phòng chống thiên tai. Xót xa cảnh cụ già 94 tuổi cho con nhà đất rồi thành trắng tay. Mới đây Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm tuyên bác các yêu cầu khởi kiện của cụ Nguyễn Văn Phát sinh năm 1927, ngụ tại khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mong muốn lấy lại tài sản bằng cách kiện hủy các hợp đồng tặng cho đất không thành. Cụ Phát và người vợ tâm thần 90 tuổi thành người trắng tay. Hiện cụ đã đề nghị cấp giám đốc thẩm xem xét hủy bản án phúc thẩm trẻ kệ cha, già kệ con. Cụ Phát năm nay 94 tuổi, khi gần tuổi 90 bắt đầu không thể tự chăm sóc, vợ chồng cụ gọi con gái là bà Nguyễn Thị Tiến đến ở cùng. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, vợ chồng cụ Phát ký hợp đồng tặng cho con gái toàn bộ tài sản của mình, bao gồm 685,6 m2 đất và nhà cửa trên đất mà cụ đang ở. Ngày 12 tháng 5 năm 2017, bà Tiến được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm hai giấy chủ quyền đất có diện tích là 477,2m2 và 96m2. Bà Tiến cắt một căn nhà để cho thuê trên phần đất 96m2. Sau khi được tặng tài sản khoảng 2 tháng, bà Tiến họp gia đình. Bà Tiến cho biết do mình bệnh nhiều, không thể chăm sóc cha mẹ đến suốt đời như đã hứa. Từ đó bà đề xuất và được cả nhà thống nhất là nhường lại phần đất 477,2m2 cho vợ chồng anh ruột là Nguyễn Văn Việt để vợ chồng người anh gánh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Cụ Phát kêu con gái làm thủ tục tặng cho phần đất 477,2 m2 ngày 28 tháng 7 năm 2017, vợ chồng ông Việt được cấp giấy chứng nhận phần đất này. Tuy nhiên theo cụ Phát thì mới được 6 tháng, vợ chồng ông Việt không còn quan tâm chăm sóc nữa mà có thái độ lời nói không kính trọng. Sau đó vợ chồng ông Việt bỏ đi với lý do bị cha mẹ khó khăn xúc phạm nhiều lần. Ông Việt không chăm sóc cha mẹ nữa nhưng cũng không đồng ý trả lại tài sản do bà Tiến tặng, cho nên cụ phát khởi kiện đòi lại. Cụ đề nghị tòa hủy một phần hợp đồng tặng cho giữa cụ với bà Tiến và hủy hợp đồng tặng cho giữa bà Tiến với anh mình. Hai cấp tòa phán quyết trái ngược nhau. Bản án sơ thẩm lần một của Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau chấp nhận các yêu cầu của cụ phát, nhưng sau đó thì bị hủy do vi phạm tố tụng. Đến bản án sơ thẩm lần 2, ngày 24 tháng 11 năm 2020, Hội đồng xét xử vẫn đồng quan điểm với hội đồng xét xử sơ thẩm lần một, cho rằng vợ chồng cụ Phát cho tài sản không ngoài mục đích có người chăm sóc lúc già yếu. Dù hợp đồng tặng cho không ghi điều kiện này, nhưng có nhiều nhân chứng xác nhận bà Tiến là người đã nhận lời phụng dưỡng nên được tặng toàn bộ tài sản. Khi không đủ sức khỏe, bà Tiến đã tự nguyện chuyển giao lại phần lớn tài sản để ông Việt tiếp nối trách nhiệm. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cà Mau và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau trong suốt quá trình giải quyết vụ án này đều thống nhất quan điểm buộc ông Việt trả lại tài sản cho cụ Phát là đúng pháp luật và hợp đạo lý. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau, sự phúc thẩm lần 2 đã phán quyết trái ngược với cấp sơ thẩm. Hội đồng xét xử lập luận rằng không có biên bản họp gia đình, hợp đồng tặng cho giữa bà Tiến qua ông Việt không ghi là tặng cho có điều kiện. Các nhân chứng trong cuộc họp gia đình có lời khai tường thuật không khớp nhau về việc ông Việt hứa phụng dưỡng cha mẹ suốt đời. Về phía ông Việt, ông trình bày rằng sẽ không hứa nuôi cha mẹ suốt đời. Theo ông Việt thì tháng 6 năm 2017, được cả gia đình thống nhất nên vợ chồng ông về sống chung và chăm sóc cha mẹ. Tháng 3 năm 2018, do cha mẹ khó khăn xúc phạm nên vợ chồng ông bỏ đi. Ông không đồng ý trả lại vì phần đất do bà Tiến cho, chứ không phải là cha mẹ cho. Từ đó tòa phúc thẩm tuyên bác toàn bộ yêu cầu của cụ Phát. Chuyển sang tin tức khác. Hai cầu tặc cuộm gọn hai con chó trị giá 40 triệu đồng trong nháy mắt. Ngày 13 tháng 7, Công an thành phố Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng trộm chó trên địa bàn. Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 7, chị DTN sinh năm 74, trú tại phường Phúc Thành đã đến công an trình báo về lúc 5 giờ cùng ngày gia đình bị trộm con chó bốc mặt sệ trị giá khoảng 10 triệu đồng khi đang để trong lồng sắt ở sân nhà. Tiếp đó thì đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, công an thành phố tiếp tục nhận được trình báo của anh PTL sinh năm 1996, trú tại phường Ninh Phong về việc khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh phát hiện bị trộm con chó giống Rottweiler trị giá khoảng 30 triệu đồng. Nhờ được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Ninh Bình đã phối hợp với công an các phường Phúc Thành, Ninh Phong triển khai lực lượng và điều tra xác minh làm rõ. Các cầu tặc gây ra hai vụ trộm, gồm Nguyễn Đình Tư sinh năm 86, trú tại phố Trung Thành, phường Nam Thành, có một tiền án là đối tượng gây ra vụ trộm cắp chó tại nhà chị N. Và đối tượng Đoàn Văn Hưng sinh năm 91, trú tại thôn Đoài Thượng, xã Ninh Phúc, có hai tiền án là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp chó tại nhà anh L. Tại cơ quan công an, Tư và Hùng đã thừa nhận hành vi trộm chó của hai gia đình nói trên bắt giữ các đối tượng giả danh cảnh sát cướp tài sản người đi đường ở Bình Dương. Hôm nay ngày 13 tháng 7, Công an thị xã Tân Nguyên Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Cường sinh năm 95 và Nguyễn Minh Danh sinh năm 94 cùng ngụ tại xã Bạch Đằng thị xã Tân Uyên về hành vi cướp tài sản. Khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2021, anh Huỳnh Văn Rồng sinh năm 2000 điều khiển xe mô tô chở theo anh Phạm Trọng Ứng sinh năm 2000 cùng quê Hậu Giang đi trên đường DT 4747B. Khi đến gần cây xăng Hạnh Nguyên thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, cả hai đã dừng lại mua đồ ăn thì bỗng có hai đối tượng đi trên hai xe gắn máy áp sát. Một tên tự xưng là cảnh sát do hình sự, chỉ tay vào mặt anh rồng lệnh. Mày mua bán xì ke phải không? Theo tao về phường gấp. Sau đó hai đối tượng khống chế đưa rồng vào ửng đến đoạn đường vắng thì dừng xe, yêu cầu kiểm tra người giấy tờ và chiếm đoạt của rồng và ửng gồm hai điện thoại di động, 4,8 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau gần một tháng truy xét, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Tân Uyên đã bắt giữ được Cường và Danh. Cả hai thừa nhận đã giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của anh rồng và anh ửng. Ngoài ra, hai đối tượng còn khai thực hiện một vụ cướp giả danh cảnh sát hình sự tương tự vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 trên địa bàn xã Đất Quốc, của huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, Cơ quan điều tra còn phát hiện danh có hành vi tàng trữ trái phép chất kích thích, cường có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2017. Phát hiện 5 người trốn vào đường lên thôn để vượt chốt kiểm dịch, bị phạt 37,5 triệu đồng. Ngày 13 tháng 7, ông Vũ Đức Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp cố tình vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt là 37,5 triệu đồng. Cụ thể Phạm Văn Huấn 35 tuổi, Nguyễn Văn Tú 31 tuổi, Đào Duy Long 33 tuổi, Đào Duy Hiển 29 tuổi cùng ngụ thành phố Hải Phòng và Mông Quốc Việt 22 tuổi ngụ tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắc bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Theo ông Vũ Đức Nhuần, sáng cùng ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 28, đóng tại xã Đinh Trang Thượng, nhận được tin báo của người dân phát hiện ô tô biển kiểm soát 49A-25054 lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ Đắk Nông qua huyện Di Linh. Khi đến cách chốt kiểm soát Đinh Trang Thượng gần 1 km, ô tô này đã lách vào đường Liên Thôn để vượt chốt. Chạy được khoảng 2 km trên đường Liên Thôn, gặp đoạn đường bị đào sới không thể qua, tài xế cho xe quay đầu thì bị người dân phát hiện, giữ lại và báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Đinh Trang Thượng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt mời 5 người về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đinh Trang Thượng làm việc. Làm việc với cơ quan chức năng, 5 người này khai nhận vì sợ không thể qua chốt kiểm dịch nên đã cho xe đi vào đường liên thôn để trốn vượt chốt. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng y tế làm việc tại chốt kiểm soát dịch Đinh Trang Thượng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với 5 người này vượt chốt kiểm dịch và có kết quả là âm tính. Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch theo quy định đối với cả 5 người nói trên. Nam thanh niên giật giấy tờ bỏ chạy khi vi phạm chỉ thị 16 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 7, tổ công tác Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Hoàng Minh Giám, đoạn qua công viên Gia Định, phường 9. Tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực được tổ công tác dừng xe kiểm tra chủ phương tiện có ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết. Anh LPP 32 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, chạy xe máy ra đường, bị tổ công tác kiểm tra. Anh P nói đi mua hàng nhưng không chứng minh được là ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Trong lúc tổ công tác lập biên bản xử phạt, anh P bất ngờ giật chứng minh nhân dân và bỏ chạy. Các cán bộ trật tự đô thị đuổi theo và giữ anh P lại. Với hành vi trên, anh P bị áp dụng mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng khi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết theo Nghị định 117-2020. Cùng ngày, thì chị NTML, 25 tuổi, quê ở Bình Định, chạy xe máy từ quận Phú Nhuận qua quận Gò Vấp lấy hàng thì bị tổ công tác kiểm tra. Chị L không chứng minh được ra ngoài trong trường hợp cần thiết nên bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng. Chị L nói, tôi chạy xe máy một đoạn qua quận Gò Vấp lấy hàng rồi về liền chứ không đi nhiều. Cả tháng nay tôi ở trong nhà, chiều nay đi công việc thì bị phạt. Kết thúc ngày kiểm tra, tổ công tác Phú Nhuận lập biên bản với 7 trường hợp vi phạm, xử phạt 15 triệu đồng. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Dương Quang Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 cho biết, trong 3 ngày đã lập chốt kiểm dịch trên đường Hoàng Minh Giám, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng quận Phú Nhuận lập biên bản khoảng 30 trường hợp người dân ra ngoài không cần thiết, xử phạt được hơn 60 triệu đồng. Theo ông Hiển, quá trình kiểm tra có một số người vi phạm cố tình không hợp tác, đơn vị cũng kiên quyết xử lý. Khi lập biên bản vi phạm, các cán bộ cũng giải thích cho người dân hiểu rõ việc ra đường trong trường hợp không cần thiết. Ông Hiển nói, việc lập chốt kiểm tra trên đường Hoàng Minh Giám sẽ được đơn vị thực hiện trong suốt 15 ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Khởi tố vụ quán cắt tóc ở Hưng Yên hoạt động bất chấp dịch Covid-19 Ngày 13 tháng 7, Công an huyện Yên Mỹ cho biết đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại xã Trung Hưng ngày 16 tháng 6 năm 2021. Theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự. Vụ án liên quan đến một quán cắt tóc trên địa bàn xã Trung Hưng không chấp hành quy định về phòng chống dịch. Quán này vẫn hoạt động dù có lệnh cấm. Sau đó có ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan. Như vậy là từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận tổng số 136 ca dương tính SARS-CoV-2. Các ca bệnh đợt này phần lớn liên quan đến tài xế đường dài trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin của ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.